Tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã viết nên một trang mới vào lịch sử quần vợt thế giới khi giành chiến thắng trên sân đấu Wimbledon, chấm dứt chuỗi thống trị của Novak Djokovic trong một thập niên qua. Rạng sáng nay, trận chung kết giải Grand Slam sân cỏ nước Anh diễn ra trong sự chờ đợi của người hâm mộ khi Novak Djokovic nhắm đến mục tiêu nối dài kỷ lục bất bại ở Wimbledon qua hơn một thập niên. Bị dẫn trước sau ván đầu, Alcaraz gỡ lại sau bàn tiebreak ván đấu thứ hai. Thế trận diễn ra giằng co, kịch tính và kéo dài 4 giờ 42 phút là trận chung kết dài thứ 3 trong lịch sử giải đấu. Ở đầu ván quyết định, đấu thủ người Tây Ban Nha bẻ bàn giao bóng của Djokovic vượt lên dẫn 2-1 và kết thúc trận đấu với tỷ số 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 và 6-4, khiến đối thủ 36 tuổi người Serbia thất vọng đập gãy vợt. Đây là danh hiệu Wimbledon đầu tiên và là chiến thắng Grand Slam thứ 2 của Carlos Alcaraz, đồng thời phục thù cho thất bại ở bán kết Roland Garros trước Djokovic hồi tháng trước. Chiến thắng của Alcaraz cũng ngăn Djokovic cân bằng kỷ lục của Federer với 8 lần vô địch Wimbledon. Ngoài ra, tay vợt người Serbia cũng thất bại trong nỗ lực giành chức vô địch đơn Wimbledon lần thứ 5 liên tiếp và danh hiệu Grand Slam thứ 24. Lần cuối cùng, Djokovic thua trong một trận chung kết tại Wimbledon là vào năm 2013 khi anh bị đánh bại bởi Andy Murray. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Tôi đã trở thành một tay vợt hoàn toàn khác so với hồi ở Pháp mở rộng. Tôi đã trưởng thành hơn nhiều, học hỏi được rất nhiều. Và tôi cũng đã chuẩn bị kỹ về mặt tinh thần theo một cách hoàn toàn khác để có thể đương đầu với áp lực to lớn. Cặp đôi Trung Hoa Đài Bắc Xiang Shuwei và Barbora Strakova của Cộng hòa Séc đã giành danh hiệu vô địch đôi nữ lần thứ 2 trong 4 năm khi đánh bại đôi hạt giống số 3 Storm Hunter và Elise Mertens sau 2 ván với tỷ số 7-5 và 6-4. Chiến thắng này là một lời chia tay ngọt ngào với Wimbledon của Strakova, người đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau US Open năm nay ở tuổi 37.